Nhà Chúa Nhà Chúa là nơi cầu nguyện Là nơi các tín hữu tụ họp Để lãnh nhận các phép bí tích Và đặc biệt Hiệp dân thánh lễ hàng ngày Có một câu chuyện kể lại rằng Mahatma Gandhi Là người Ấn Độ giáo ông được coi như một vị thánh sống của ấn độ giáo ông rất thích đọc kinh thánh và thích tới nhà thờ nhưng một bữa kia khi ông tới một nhà thờ thì bị người ta ngăn cản vì họ phân biệt chủng tộc cho nên ông không bao giờ tới nhà thờ nữa mặc dầu ông rất thích đọc sách thánh và thích, rất thích nhà thờ chúng ta thấy ngày hôm nay chúa giêsu cho rằng nhà thờ jerusalem sẽ bị phá hủy sẽ không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá nào mặc dầu các môn đệ của chúa trầm trồ đền thờ jerusalem là đền thờ huy hoàng tráng lệ và đẹp mắt nhưng chúa đã nói những câu trên và quả thực. Đền thờ Jerusalem đã bị quân đội Roma bao vây và làm cho tan nát nhà thờ đó. Đồng thời, những người dân ở trong thành đã phải tàn mát đi khắp nơi. Chúng ta biết rằng khi nói lên sự kiện này, Đức Giêsu Kitô muốn nói tới cuộc sống hàng ngày của mỗi con người của chúng ta chúng ta sẽ qua đời vào một lúc nào đó chúng ta không ngờ. Chúa tới mời gọi chúng ta một cách mau mắn. Chúng ta phải thưa vâng với Thiên Chúa và ra đi trước mặt Thiên Chúa để Thiên Chúa phán xét cuộc sống của chúng ta trong những ngày chúng ta sống ở trần gian này. Chúa Giêsu chưa nói tới ngày tận thế, bởi vì ngày tận thế chỉ có Cha Ngài biết được mà thôi nhưng cha ngài không nói ngày nào là ngày tận thế hay ngày nào là ngày cùng tận của trái đất cho nên đã có một thời gian người ta mua nến rồi người ta kín búc đức thánh về nhà dự trữ vì người ta đồn rằng năm này hay năm kia sẽ là ngày tận thế sẽ là ngày cùng tận của thế giới cho nên khi có nến và có nước phép thì sẽ tránh được ba ngày ba đêm đen tối đó toàn là những tin không thật đó toàn là những tin vịt những tin làm cho người khác hoang mang nhưng không bao giờ có thật chúng ta là con cái của chúa chúng ta yêu mến nhà thờ vì nhà thờ là nơi chúng ta tới để tụ tập đọc kinh cầu nguyện lãnh nhận các phép bí tích, đặc biệt hiệp dân thánh lễ hàng ngày. Và nhất là ngày Chủ nhật, những ngày lễ trọng là những ngày chúng ta tới nhà thờ để thờ kính Chúa, để tôn vinh Chúa và để dân lễ. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì mỗi nơi trong các giáo xứ đều có nhà thờ, nhà nguyện để cho giáo dân tới hiệp dân thánh lễ và đọc kinh cầu nguyện hàng ngày hầu cuộc đời của mỗi người kitô hữu chúng ta được gắn chặt với chúa câu chuyện Mahatma da gan đi dạy chúng ta bài học rằng nhà thờ là nơi chung cho mọi người ai muốn vào thì vào chúng ta không bao giờ được phép ngăn cản và chúng ta càng mong cho nhiều người tới nhà thờ càng tốt giàu rằng người ta là người ngoại nhưng người ta muốn tới nhà thờ, đó là quyền tự do của người ta. Và người ta tới nhà thờ để người ta khẩn cầu, đó là việc tự do chọn lựa của từng người. Chúng ta không bao giờ có quyền cấm đoán hay ngăn cản bất cứ người nào đi tới Chúa. Chúng ta còn nhớ rằng những người biệt phái và pha siêu họ giả bộ đọc kinh lâu giờ, họ giả bộ ra ngoài đường cho ta rằng ta là những người đạo đức nhưng thực tế tâm hồn của họ thì xa chúa họ không tới với chúa nhưng họ cản đường những người tới với chúa những người đi tới đền thánh của chúa họ đều cản ngăn chúng ta khác với họ bởi vì chúng ta khao khát tới nhà chúa nhà chúa là nơi chúng ta gặp gỡ chúa nhà chúa là nơi chúng ta có bình máu thánh Chúa trong nhà tạm, chúng ta thờ lạy Chúa trong nhà tạm, chúng ta viếng Chúa, chúng ta ca tụng Chúa vì Chúa luôn luôn ngự trị trong nhà tạm hàng ngày để yêu thương chúng ta và để chúc lành cho chúng ta. Mỗi ngày chúng ta tới nhà thờ là chúng ta tưởng nhớ tới Chúa và chúng ta yêu mến Chúa vậy thưa cộng đoàn ngày tận thế chúng ta không biết bao giờ ngày tận thế chưa biết tới lúc nào chúng ta chỉ biết chúng ta sống ở trần gian này rồi chúng ta cũng phải qua đời và chúng ta cũng phải ra trước mặt chúa cho nên chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn vì chúa tới với chúng ta một cách bất ngờ chúng ta không bao giờ biết trước xin chúa giúp chúng ta luôn luôn nhận ra thánh ý của Chúa để đời sống của mỗi người chúng ta được hân hoan thấy Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con là con cái của Chúa. Xin Chúa mở lòng mở trí chúng con để chúng con biết yêu mến Chúa và chúng con biết hàng ngày tới nhà thờ để thờ lạy Chúa, đặc biệt để thờ lạy Chúa trong nhà tạm. Nhờ đó chúng con sẽ được Chúa yêu thương, Chúa chúc lành và Chúa gìn giữ chúng con. Xin mẹ Maria và Thánh cả Giuse luôn đồng hành với chúng con trong cuộc đời Kitô hữu của chúng con để chúng con luôn luôn có Chúa ở bên cạnh chúng con. Amen. Ơ bọn con, bọn con ghét ngăn là hiu dàng đi là hiu bọn cho dắt dàng lọt tầm hiu hớ Bài rách vàng lục ghen quá bánh gió quỳnh đi lá ở gái hiu bờ dung giòn Ngăn con con dắt vàng ở ghé pri bài bọn con gian lưới vàng đi lá gái Hiếu dắt vàng thì ghé bọn bập xin ga hiu bờ dung lục ghen bọn bập lưới vàng vào trim chào trim bài bọn con dắt vàng lọt lục gen riêng đốt xuyên tù ban mà đu quay vàng bạc. In là bọn cháu dắt vàng quá bánh gió huỳnh. Đanh mà mẹ Marie, đanh mà cháu nem Joseph, âm ban mà dớ xá bọn con, bài bọn con gít xin ga hiu bờ hiu bờ dung bọn con, vào ngày, vào ngày, gơ lít niêm Amen.